Kính chào quý vị và các bạn. Thị trường bất động sản được dự báo tăng trưởng nhưng các nhà đầu tư vẫn cần thận trọng. Xuất khẩu tiêu kỳ vọng trở lại danh sách cây trồng tỷ đô trong năm 2023. Bưởi Tết dự kiến tăng giá do thiếu nguồn cung. Đây là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình Nhịp sống kinh tế ngày hôm nay. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 12, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài FDI đã giải ngân được khoảng 22,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Xét về số lượng dự án mới, ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 16,8 tỷ đô la Mỹ, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 4,45 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là các ngành sản xuất phân phối điện, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ. Năm 2022 đã có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 6,46 tỷ đô la Mỹ, Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 4,88 tỷ đô la Mỹ, Nhật Bản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4,78 tỷ đô la Mỹ. Thời gian qua, sau hàng loạt giải pháp gỡ khó cho thị trường bất động sản và các thay đổi chính sách mới như nới room hay đề xuất thay đổi Nghị định 65 về phát hành trái phiếu riêng lẻ, nhiều chuyên gia dự báo thị trường bất động sản có nhiều yếu tố hỗ trợ để tăng trưởng trở lại trong năm 2023. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn trong tâm thế rất thận trọng. Năm 2022, dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực bất động sản vẫn tăng trưởng tốt ở mức 11%. Đặc biệt, vốn đầu tư nước ngoài thông qua hoạt động mua bán sáp nhập góp vốn đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, những biến động từ thị trường cổ phiếu trái phiếu đã tác động không nhỏ tới lĩnh vực bất động sản. Các chủ đầu tư cần đẩy mạnh tái cấu trúc, tái cơ cấu sản phẩm, phân khúc bất động sản để tạo được dòng tiền bền vững và hiệu quả hơn. Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản năm 2023 vẫn đối diện nhiều thách thức như việc tiếp cận vốn vay, lãi suất chưa lùi về mặt bằng cũ. Tuy nhiên, sau nhiều sự điều chỉnh tích cực, thị trường được dự báo sẽ đón nhận nhiều hơn các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ở thực. Đây sẽ là động lực kéo thị trường giữ được đà tăng trưởng trong những năm sau. Bộ Xây dựng cho biết, theo kết quả báo cáo sơ bộ của các địa phương, hiện nay cả nước có 401 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai. Tính đến nay, trên cả nước đã hoàn thành 301 dự án nhà ở xã hội, khu vực đô thị và nhà ở công nhân, khu công nghiệp, quy mô xây dựng khoảng 155.800 căn với tổng diện tích hơn 7,79 triệu mét vuông. Số lượng dự án đang tiếp tục triển khai là 401 dự án, quy mô xây dựng khoảng trên 454.000 căn với tổng diện tích khoảng 22,7 triệu mét vuông. Trong đó, Hà Nội có 38 dự án đang làm thủ tục, 5 dự án đang xây dựng. Thành phố Hồ Chí Minh có 11 dự án đang làm thủ tục, 38 dự án đang xây dựng. Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai cũng có các dự án đang triển khai. Năm 2023, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, xác định nhu cầu, triển khai cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội. Hiệp hội Dệt may Việt Nam dự báo năm 2023 vẫn là năm mà các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, ngành dệt may vẫn tin tưởng xuất khẩu sẽ tăng thêm từ 1 đến 4 tỷ đô la Mỹ so với năm nay. Theo Hiệp hội, năm 2023, xuất khẩu dệt may có thể theo hai kịch bản. Ở kịch bản tích cực, kim ngạch xuất khẩu dệt may có thể đạt 47 đến 48 tỷ đô la Mỹ nếu thị trường hồi phục tốt vào nửa cuối năm sau. Ở kịch bản kém tích cực hơn, số lượng đơn hàng sụt giảm, đơn giá thấp. Doanh nghiệp đối diện sức ép gia tăng về các yêu cầu phát triển xanh bền vững từ đối tác, nhập khẩu xuất khẩu dệt may có thể đạt khoảng 45 đến 46 tỷ đô la Mỹ. Năm 2022 là năm nhiều thách thức của ngành dệt may khi đứng trước sức ép kinh tế toàn cầu suy giảm, lạm phát tăng cao tại các nền kinh tế lớn khiến cầu hàng dệt may sụt giảm. Tuy nhiên, ngành dệt may vẫn dự kiến cán đích 43 đến 44 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 9% so với năm 2021. Kết thúc năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu chưa chạm mốc 1 tỷ đô la Mỹ như các năm trước. Các doanh nghiệp đang kỳ vọng lực đẩy từ thị trường Trung Quốc để hồ tiêu có thể trở lại danh sách cây trồng tỷ đô trong năm 2023. Từ những ngày 19 tháng 12, xuất khẩu tiêu nước ta đạt hơn 222.000 tấn, kim ngạch đạt gần 988 triệu đô la Mỹ. Ước tính cả năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu vẫn chưa thể chạm mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân chủ yếu do lạm phát ở nhiều thị trường trọng điểm, xuất khẩu khó khăn, làm giá hồ tiêu nguyên liệu tại Việt Nam liên tục giảm. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tăng cũng khiến người trồng tiêu gặp nhiều khó khăn.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, năm 2023, với sự mở cửa của thị trường Trung Quốc sau dịch và sự phục hồi của thị trường hồ tiêu toàn cầu nói chung, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sẽ trở lại danh sách các ngành xuất khẩu tỷ đô. Doanh nghiệp và người dân, hợp tác xã cần liên kết chặt chẽ để tạo ra nguồn nguyên liệu ổn định và bền vững, đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường. Cận kề Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán, hiện trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 xe hàng làm thủ tục qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Hơn một nửa trong số đó là hàng nông sản, hoa quả tươi. Tỉnh Lạng Sơn đang duy trì thông quan hàng hóa qua 5 cửa khẩu: ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Phụ Cốc Nam và cửa khẩu Song Phương Chi Ma. Hiện nay tất cả các bến bãi tại cửa khẩu đều đủ khả năng, đủ điều kiện để có thể đón lượng hàng hóa gia tăng trong thời gian tới. Để tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ dịp cuối năm, tỉnh Lạng Sơn đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu, đáp ứng tốt các quy định về phòng chống dịch của nước bạn, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, sẵn sàng phương án khi hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa được khôi phục hoàn toàn. Dự báo nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngành chăn nuôi đã chủ động các biện pháp tái đàn, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn phục vụ người dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, để chủ động nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán, những tháng cuối năm, ngành nông nghiệp tập trung hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi đẩy nhanh tái đàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, không để phát sinh ổ dịch. Hiện nay, tổng đàn trâu bò tại thành phố đạt hơn 166.000 con, đàn lợn gần 1,6 triệu con, gia cầm hơn 38,5 triệu con. Với tổng đàn như hiện nay, chăn nuôi gia cầm cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán. Với các mặt hàng thịt lợn, thịt bò, ngành nông nghiệp đã chủ động ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm với các tỉnh, thành phố, bảo đảm đủ nguồn cung cho thị trường. Theo các nhà vườn khu vực phía Nam, năm nay lượng bưởi Tết không nhiều do đã qua một đợt chín rộ từ 2 tháng trước. Nhiều nhà vườn đang lo lắng không đủ nguồn cung, điều này cũng sẽ đẩy giá bưởi Tết tăng cao. Gần 3 tuần trước Tết Nguyên đán, giá bán bưởi tại nhà vườn các tỉnh phía Nam đã đang trên đà tăng dù lượng tiêu thụ chưa đáng kể. Nhiều nhà vườn cho biết phải đến sau ngày 20 tháng Chạp âm lịch, sức mua bưởi Tết mới bắt đầu vào cao điểm. Tuy nhiên, thị trường bưởi năm nay bấp bênh nên tâm lý của đa số nhà vườn là trái chín đến đâu thì bán đến đó. Một số nhà vườn neo trái chờ Tết nhưng nhiều nơi bưởi đã quá lứa, bị rụng lá, vỏ ngà vàng, không đẹp. Do khả năng thiếu nguồn hàng, đến cao điểm Tết giá bưởi tại vườn dự báo sẽ tăng, giá khoảng 40.000 đến 45.000 đồng 1 kg bưởi da xanh, 30.000 đồng 1 kg bưởi đường lá cam. Giá bán đến tay người tiêu dùng tùy mẫu mã, phân khúc sẽ có giá khác nhau, nhưng hàng có mã đẹp sẽ không dưới 50.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhịp sống Kinh tế phát sóng lúc 20 giờ 20 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.